Nhận định bóng đá Man City với Birmingham 20:30 ngày 10 tháng 1, vòng 3 Cúp FA, Manchester City sẽ hướng đến chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường khi tiếp đón một Birmingham đang chìm trong khủng hoảng ở vòng 3 FA Cúp. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Giữa đôi bên có sự chênh lệch rất lớn về đẳng cấp. Nếu như Stockport County chỉ đang chơi ở Nations League, đấu trường cấp độ thứ 5 của xứ sương mù, thì West Ham đến từ giải ngoại hạng. Với sự khác biệt lớn về trình độ như vậy, việc Stockport County phải dừng bước ở vòng 3 này là điều gần như chắc chắn. Vấn đề họ sẽ thua như thế nào và thua với tỷ số bao nhiêu mà thôi. Trước tiên cần nhắc lại đôi chút về lịch sử. Dù là tên tuổi khá xa lạ với người hâm mộ túc cầu giáo, nhưng bất ngờ là trong 14 lần chạm trán ở quá khứ, Stockport County lại là đội nhỉnh hơn với 7 chiến thắng và chỉ 4 thất bại. Tuy vậy thì thời điểm đó đã qua quá lâu, và Stockport County thời gian gần đây sa sút, tụt xuống tận hạng 5. Với tình cảnh hiện tại của đôi bên, chắc chắn West Ham chỉ tung vào sân đội hình dự bị trận này. Vậy nên với việc chấp 1-3/4 trên sàn châu Á, người viết tin rằng West Ham là lựa chọn sáng giá hơn. Kèo chấp đó của The Hammers trên sân khách khi đội hình không phải mạnh nhất là tỷ lệ khá cao. Trận gần nhất sở hữu kèo chấp tương tự, West Ham đã đè bẹp Hull City tại Cúp Liên đoàn với tỷ số 5-1. Mà so với Hull City thì Stockport County còn kém xa về trình độ. Trên thực tế, Stockport County cũng thi đấu không tốt thời gian gần đây. Minh chứng chính là việc họ thua kèo tới 3 trong 4 trận mới nhất. Còn với West Ham, đội bóng này có tỷ lệ thắng kèo sân khách rất cao với 7 lần vượt rào cản handicap ở 8 chuyến hành quân đến xứ người vừa qua. Vì thế, nên chọn West Ham trận này. Nhìn vào kết quả những trận gần đây của đôi bên thì mức tài xỉu 3 hòa cũng không hẳn là quá thấp. West Ham thường thi đấu cởi mở ở những trận đấu cúp. Minh chứng là hai trận gần nhất ở League Cup của họ đều có tối thiểu 4 lần lưới rung. Stockport County tấn công không tệ nhưng phòng ngự kém. Vì thế mà cửa tài trận này đáng để kỳ vọng. Dự đoán tỷ số Stockport County 1-4 West Ham.